Có thể nói, rau củ quả là một trong những loại thực phẩm không thể thiếu trong thực đơn dinh dưỡng của con người, bởi chúng hàm chứa rất nhiều thành phần dinh dưỡng quý giá như vitamin, protein, khoáng chất quan trọng. Bên cạnh đó, rau củ quả còn là thực phẩm chính, cung cấp chất xơ, giúp con người có thể dễ dàng tiêu hóa. Chính vì vậy, việc bổ sung rau củ quả cho cơ thể là điều vô cùng cần thiết để đảm bảo sức khỏe cho con người trong tất cả mọi hoạt động. Nhóm rau củ bao gồm rau củ tươi hoặc rau củ đã được nấu chín, đông lạnh, đóng hộp, sấy khô hoặc tách nước và có thể là rau củ nguyên, cắt miếng hoặc nghiền. Nước rau củ cũng được tính là thực phẩm thuộc nhóm rau củ. Dựa vào lượng chất dinh dưỡng, rau củ được chia làm 5 nhóm nhỏ. Rau màu xanh, sẫm, rau có bột, rau màu đỏ và cam, đậu xanh và đậu hạt, các loại rau củ khác. Hầu hết rau củ có hàm lượng chất béo tự nhiên và năng lượng thấp, không có loại hoa quả nào chứa cholesterol. Rau củ là nguồn dinh dưỡng quan trọng bao gồm kali, chất xơ, folate, acid folic, vitamin A, vitamin C. Với cái xu thế hiện đại khi mà người ta ít thời gian thì thường là hay có cái xu hướng là sử dụng những cái thức ăn nhanh ấy, hoặc là những thức ăn mà chế biến sẵn hoặc thức ăn đóng hộp đấy, thì thường là nó sẽ nghiêng về vấn đề là dầu các cái tinh bột và dầu đạm rồi dầu chất béo, chứ còn những cái thực phẩm tươi như là các loại rau củ tươi ấy, thì lại ít được tiêu thụ, ít được sử dụng hơn, bởi vì những cái loại rau củ quả tươi ấy, thì thường là yêu cầu là chúng ta phải có thời gian để đi chợ để mua hàng ngày này. Mà bây giờ khi mà nền kinh tế đã đi lên rồi thì chúng ta cái chế độ dinh dưỡng là hoàn toàn có thể dễ dàng được cải thiện tốt hơn. Thế nhưng mà thay vì là chúng ta có một cái bữa ăn hợp lý, khoa học và cân đối, thì bây giờ chúng ta lại đang là mất cân đối nhưng lại nghiêng theo cái chiều hướng ngược lại. Tức là cái lượng rau củ quả thì lại quá ít đấy, nhưng mà cái lượng chất béo rồi các loại chất đạm rồi tinh bột thì lại có lại xu hướng là vẫn là nhiều. Và rõ ràng là một cái chế độ ăn như thế thì chúng ta sẽ thấy nó có rất là nhiều cái điểm có hại cho sức khỏe. Bởi vì khi mà một chế độ ăn mà nhiều tinh bột rồi nhiều đạm, và thường đạm đây là đạm động vật ấy, thì nó cũng lại nhiều chất béo động vật, thì rõ ràng là nó sẽ gây đầu tiên là thừa năng lượng. Đấy là một khẩu phần ăn rất là dễ bị thừa năng lượng, bởi vì đấy là những cái thực phẩm cung cấp năng lượng chính mà trong khẩu phần. Nếu mà khi thừa năng lượng thì chúng ta sẽ dễ bị thừa cân béo phì, rồi dễ bị một loạt những cái vấn đề, các cái bệnh lý về rối loạn chuyển hóa đi kèm. Nếu sau cái thừa cân béo phì, ví dụ như là những cái về đái tháo đường, rồi bệnh lý về tim mạch, đấy, bị những cái cholesterol máu cao thì chúng ta dễ bị những cái xơ vữa động mạch, rồi bị những vấn đề bệnh lý về tim, thì cái đấy là những cái mà rất là nguy hiểm đến cả tính mạng chứ không phải là chỉ là vấn đề bệnh tật. Thành phần và giá trị dinh dưỡng của rau tươi khác nhau tùy theo từng loại rau. Lượng protein trong rau tươi nói chung thấp, dao động từ 0,5 đến 1,5%. Tuy vậy, có nhiều loại rau chứa hàm lượng protein đáng kể như nhóm đậu tươi, đậu đũa 4 đến 6%, rau muống 2,7%, rau ngót 4,1%, cần tây 3,1%, su hào, rau dền, rau đay 1,8 đến 2,2%. Về glucid, trong rau tươi có các loại đường đơn dễ hấp thu, tinh bột, cellulosa và các chất pectin. Hàm lượng trung bình của glucid trong rau tươi khoảng 3-4%, có những loại có tới 6-8%. Chất cellulosa của rau có vai trò sinh lý lớn vì cấu trúc của nó mịn màng hơn cellulosa của ngũ cốc. Trong rau, cellulosa ở dưới dạng liên kết với các chất pectin tạo thành phức hợp pectin-cellulosa, có tác dụng kích thích mạnh chức năng nhu động ruột và tiết dịch của ruột, giúp tiêu hóa dễ dàng. Ta biết là trong các loại rau xanh và các loại củ quả đấy thì nó giàu cả những cái chất xơ hòa tan và chất xơ không hòa tan, mà cơ thể con người chúng ta trong cái quá trình tiêu hóa là chúng ta cần cả hai loại là chất xơ hòa tan và chất xơ không hòa tan. Thế cái chất xơ hòa tan ấy thì cái tính chất của nó là nó có thể hòa tan được ở trong nước, trong cái đường tiêu hóa, và nó là một cái loại mà thức ăn trực tiếp của cái hệ vi khuẩn đường ruột của chúng ta. Cho nên là khi mà chúng ta bổ sung chung ở dạng các loại trái cây hay là các loại rau củ tươi đấy, thì chúng ta sẽ lấy được cả những cái chất xơ hòa tan và chất xơ không hòa tan. Thế thì những cái chất xơ hòa tan ấy, thì nó là thức ăn tốt của các cái vi sinh vật có ích, cho nên nó cũng là một cái cần thiết và nó giúp ích cho cái hệ tiêu hóa của chúng ta, giúp cho cái vấn đề về tiêu hóa nó được hiệu quả hơn ở trong đường ruột. Đấy, thế nhưng mà cái chất xơ không hòa tan thì nó chiếm phần lớn ở trong các cái loại rau củ. Thường là chúng ta trong cái chế độ ăn bình thường hàng ngày của chúng ta thì nó sẽ gấp 3 lần
cái loại chất xơ hòa tan. Đấy. Thế thì cái chất xơ không hòa tan ấy thì nó có rất là nhiều cái vai trò, và đặc biệt của nó là cái vai trò chính của nó làm cho là khi mà nó đi ở trong đường ruột thì nó sẽ hút nước ra, và nó làm tăng cái khối lượng phân, nó làm mềm phân đấy, rồi nó làm tăng cái nhu động ruột nhớ, và nó làm cho cái sự chuyển động của thức ăn trong đường ruột được nhanh hơn nhớ. Chính vì thế mà nó cũng hỗ trợ cái vấn đề về phòng và điều trị cái táo bón. Những cái chất xơ không hòa tan này nó còn giúp cho vấn đề là tăng cái sự tiêu hóa và hấp thu được tốt nhất ở cái ruột già nữa. Và khi mà thiếu những chất xơ không hòa tan này thì thường là những cái chất ở trong thức ăn, ví dụ các loại đạm ấy, thì nó sẽ không được tiêu hóa đến cái giai đoạn cuối. Rau xanh tươi còn là nguồn vitamin và muối khoáng quan trọng, nhất là các chất khoáng có tính kiềm như kali, canxi, magie. Trong cơ thể, những chất này cho những gốc tự do cần thiết để trung hòa các sản phẩm axit do thức ăn hoặc do quá trình chuyển hóa tạo thành. Đặc biệt, rau có nhiều kali ở dưới dạng kali carbonat, muối kali của các axit hữu cơ và nhiều chất khác dễ tan trong nước và dịch tiêu hóa. Các muối kali làm giảm khả năng tích chứa nước của protein ở tổ chức, do đó có tác dụng lợi tiểu. Lượng magie trong rau tươi cũng rất đáng chú ý, dao động từ 7 đến 75mg phần trăm. Đặc biệt là các loại rau thơm, rau dền, rau đậu có nhiều magie. Như chúng ta đã biết là rau củ quả đấy là chủ yếu là để cung cấp chất xơ, rồi các loại vitamin và khoáng chất. Nhưng mà cũng phải nói thêm là đối với cả các loại vitamin thì đối với cả những loại rau mà nếu qua nấu nướng thì chúng ta biết là thường các vitamin thì nó sẽ bị hủy hoại rất là nhanh ở nhiệt độ cao. Đấy, kể cả nhiệt độ sôi của nước 100 độ C là nó cũng hủy hoại nhiều. Cho nên là đối với những cái loại rau mà nấu thì thường là chúng ta chỉ ăn để mà lấy chủ yếu là chất xơ thôi, còn chỉ được một ít vitamin, còn có thể còn các khoáng chất. Đấy, cho nên là bên cạnh cái việc là để lấy vitamin ấy, thì chúng ta nên có cả những cái loại rau mà rau gia vị để chúng ta ăn trực tiếp, rồi các loại hoa quả tươi và không qua chế biến nhất thì chúng ta mới có thể thu thập được nhiều vitamin vào cho cơ thể. Thế thì để mà đạt được cái nhu cầu chất xơ đấy thì cái khuyến nghị của viện dinh dưỡng sẽ là đối với cả ví dụ như khi mà trong khẩu phần của chúng ta mà ví dụ trung bình ấy, mà chúng ta ăn khẩu phần khoảng độ 2.000 kcal cho người trưởng thành đấy, thì là sẽ nhu cầu của chúng ta khoảng độ 28 gram chất xơ. Thế còn nếu như mà với những cái trẻ nhỏ hơn đấy, ví dụ như là trẻ mà xung quanh độ khoảng 2-3 tuổi nhá, thì đấy ví dụ như là nhu cầu một ngày mà khoảng độ 1.000 kcal nhá, thì sẽ cần độ khoảng là 20 cho đến 22 nhá, hoặc trung bình là khoảng 24 gram chất xơ đấy một ngày đấy. Thế thì để mà đạt được cái lượng như thế thì chúng ta có thể là tính từ những cái thực phẩm của chúng ta, ví dụ như là cứ mỗi một đơn vị ăn ví dụ thì thường là chúng ta sẽ có được khoảng độ 3-5 gram chất xơ tùy loại thực phẩm. Và những loại thực phẩm nó như tùy loại rau củ quả thì có những loại mà nó giàu chất xơ hơn những loại khác một chút. Rau xanh là nguồn cung cấp chất sắt cho người sử dụng. Chất sắt trong rau tươi cũng được cơ thể hấp thu tốt hơn sắt ở các hợp chất vô cơ. Các loại rau đậu, xà lách là nguồn cung cấp sắt rất cao cho cơ thể. Rau quả có tác dụng chống lại các bệnh tim mạch và đột quỵ. Đây là một kết luận rõ ràng và đã được công nhận trên toàn thế giới. Những người ăn rất nhiều rau, quả thì nguy cơ mắc các bệnh tim mạch cũng như khả năng phát triển của các loại bệnh này thấp hơn nhiều so với những người ăn ít hơn. Cụ thể, những người ăn khoảng 200 đến 300 gram rau quả một ngày giảm hơn 30% nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ so với những người chỉ ăn ở mức tối thiểu ít hơn 50 gram một ngày. Cái việc mà chúng ta ăn những cái loại thực phẩm tươi mà chúng ta chế biến trong bữa ăn của chúng ta thì bao giờ là nó cũng có nhiều các cái chất dinh dưỡng hơn so với cả ở những cái dạng là thực phẩm bổ sung nhé. Và thực ra thì cái đấy thì là cái mà các chuyên gia dinh dưỡng bao giờ cũng khuyến nghị, bởi vì cái đấy mới là một cái phương pháp bền vững nhé. Chứ còn nếu mà chúng ta uống ở dạng các cái bổ sung ấy thì sẽ có một số những cái trường hợp cần thôi, chứ không phải là tất cả mọi người đều cần. Thế thì những cái trường hợp nào mà cần phải uống bổ sung, ví dụ như là những cái người mà sau những cái đợt mà vừa mới ốm dậy ví dụ thế, đang thiếu một số chất một cách đặc biệt mà có thể sử dụng ở dạng thực phẩm thì nó không đảm bảo, không đạt được đủ, bởi vì ở những cái thực phẩm bổ sung mà thực phẩm bổ sung dinh dưỡng đấy thì chúng ta biết là thường là ở hàm lượng nó sẽ cao hơn là thực phẩm thông thường.
đấy. Thế nhưng mà nếu mà bổ sung mà không khéo nhiều khi lại thành thừa, đúng không ạ? Mà thừa thì cũng không hề tốt. Đó, cho nên là trong khi đó nếu mà chúng ta ăn ở dạng các cái thức ăn tươi đấy, chúng ta chế biến trong bữa ăn thì là thường không bao giờ lo thừa cả. Nhớ, mà nếu mà chúng ta ăn ở mức độ vừa phải, cân đối đa dạng thực phẩm thì không bao giờ thừa hết. Thế trong các loại rau củ đấy chúng ta biết là rất giàu các cái vitamin nhé. Rửa các loại rau lá màu xanh sẫm là giàu sắt này, rồi các loại củ quả màu vàng màu cam thì giàu C, giàu cả vitamin A. Đấy thì đấy cũng là những cái loại vitamin và những cái khoáng chất rất là quan trọng để mà đối với cả trẻ em thì nó thúc đẩy cái quá trình phát triển nhé. Còn đối với cả người trưởng thành của chúng ta thì nó cũng là những thành phần quan trọng trong vấn đề về tạo máu, rồi những cái về tăng miễn dịch nhé, rồi tốt cho mắt, tốt cho da niêm mạc vân vân. Đấy thì đấy là những cái hiệu quả rất là quan trọng của việc mà cần phải có các cái loại rau củ và các cái loại trái cây ở trong khẩu phần ăn. Đấy, nhưng mà một lần nữa thì chúng tôi cũng xin nhấn mạnh là đối với cả các loại hoa quả đấy, trái cây ngọt, đối với cả các loại hoa quả, các loại trái cây chín ấy, thì chúng ta lưu ý là nếu mà ngọt thì chúng ta cũng ăn cái lượng vừa phải thôi nhé, chứ không nên ăn nhiều, dù một ngày tối đa ăn một lần thôi. Đấy, chứ còn lại thì chúng ta nên ăn tăng những cái loại mà hoa quả mà nó không ngọt thì nó sẽ rất là giàu vitamin và nó tốt cho sức khỏe. Việc tăng cường rau quả vào phần ăn sẽ giúp cải thiện tình trạng sức khỏe như giảm huyết áp, tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể và phòng bệnh tật. Ngoài ra, ăn nhiều thực phẩm giàu chất xơ cũng làm giảm nguy cơ các bệnh về tim, béo phì, giảm nguy cơ hình thành sỏi thận và loãng xương. Vì vậy, cần đa dạng hóa các loại rau và hoa quả. Chọn nhiều loại rau gồm các loại rau nhiều lá, rau xanh, rau lá sậm, các loại rau và hoa quả có màu đỏ, vàng, cà chua đóng hộp và các loại quả thuộc họ cam chanh. Để đảm bảo được sức khỏe nhé, thì chúng ta cũng không nên là quá sùng bái một cái loại thực phẩm nào cả. Tôi nghĩ là thực phẩm nào tốt mà chúng ta cứ chỉ có sử dụng cái thực phẩm đấy thôi, thì bao giờ là chúng ta cũng sẽ gây ra một cái tình trạng là thừa một cái chất này và thiếu rất nhiều những chất khác. Bởi mỗi một loại thực phẩm là thiên nhiên đã cho là nó sẽ giàu một số cái chất này và nó lại không có một số chất khác. Cho nên là một cái chế độ ăn thông minh đảm bảo được sức khỏe tốt nhớ, mà lại không lo bị thừa chất, không lo bị thiếu chất, đấy là chúng ta cần phải ăn đa dạng thực phẩm, vẫn đủ cả bốn cái nhóm chất quan trọng cần trong cái bữa ăn hàng ngày của chúng ta. Đấy là tinh bột này, đấy là đạm này, đấy là các cái chất béo nhé, dầu mỡ này và các cái chất xơ, vitamin và khoáng chất. Đấy thì đến từ rau củ và các loại hoa quả. Đấy thì những cái đấy là chúng ta đều cần phải ăn đủ ở trong ngày và ăn một cách cân đối, tức là cũng không nên là quá thiên về cái nào mà lại quá ít cái kia. Khác với các thực phẩm khác, khi ăn quá nhiều thường phát sinh tác dụng phụ. Ăn nhiều rau xanh không bao giờ thừa. Tuy nhiên, điều đó cũng không có nghĩa là nên ăn quá nhiều một lúc hoặc tăng lượng rau quả lên một cách đột ngột và chỉ chọn loại rau nào nhiều dinh dưỡng nhất hay hợp khẩu vị nhất mà thôi. Ngược lại, bạn phải tăng một cách từ từ, mỗi ngày tăng ít một và cố gắng đa dạng, càng nhiều loại rau quả càng tốt. Chúng ta nên bổ sung nhiều trái cây, rau quả tươi, ngũ cốc để cung cấp nhiều chất xơ, giúp tiêu hóa dễ dàng, phòng ngừa ung thư ruột già và giải độc các gốc tự do gây lão hóa tế bào được tạo ra trong cơ thể. Cuộc sống càng văn minh hiện đại thì rau quả tươi càng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe, giúp hạn chế các sai lầm mất cân đối trong khẩu phần ăn hàng ngày.